đăng ký theo dõi kênh để xem thêm nhiều video mới hơn, giúp mình đạt 1.000 subscribe nhé. Thách thức mà hiện tại Lưu Thi Thi phải đối mặt là trong giới có nhiều tiểu hoa mới copy ngoại hình và tính cách của cô ấy. Nói thật thì, ngoại hình của Lưu Thi Thi ở trong giới cũng coi như là có phong cách riêng, chẳng qua ở những phương diện nào đó, phía đối tác muốn hợp tác với tiểu hoa mới hơn, một là vì thù lao của tiểu hoa đó tương đối thấp, hai là vì tiểu hoa mới đó không thiếu nhiệt độ và đề tài. Cho nên đối mặt với tình hình như vậy, Lưu Thi Thi bắt buộc phải có hành động, nếu không thì địa vị sẽ bị ảnh hưởng sớm thôi. Trọng tâm sự nghiệp hiện tại của Lưu Thi Thi không phải là phim ảnh mà là thương mại. Những năm gần đây, hình ảnh của cô ấy đặc biệt tốt, không có gì tiêu cực, vì vậy tài nguyên thương mại cũng đặc biệt tốt. Sắp tới channel sẽ thăng cấp danh phận cho cô từ sau Tiên Kiếm. Lưu Thi Thi và Dương Mịch rất ít khi chụp ảnh cùng nhau. Càng về sau mối quan hệ càng có vẻ trở nên lạnh nhạt. Lần trước Dương Mịch và Lưu Thi Thi cũng tham gia chung một sự kiện nhưng Lưu Thi Thi chỉ trò chuyện vui vẻ chụp ảnh cùng Hồ Ca Viên Hoàng mà không gọi Dương Mịch, cho nên mọi người nghĩ mối quan hệ của Lưu Thi Thi và Dương Mịch vẫn không dịu đi. Hôm nay hai người lại chụp ảnh chung, một số người hâm mộ nói rằng đã đợi được Lưu Thi Thi và Dương Mịch chụp chung, vậy ngày thấy Dương Mịch và Đường Yên chụp ảnh chung chắc không còn xa. Tình bạn bè của họ khi mới bắt đầu khiến người ta ngưỡng mộ, đặc biệt là Dương Mịch và Đường Yên. Lúc trước khi Đường Yên bị người yêu phản bội, Dương Mịch vì Đường Yên mà chỉ trích Khưu Trạch. Khi Dương Mịch kết hôn, Đường Yên là phù dâu duy nhất của Dương Mịch, nhưng hiện giờ Lưu Thi Thi có thể cùng chụp ảnh với Dương Mịch thì tin rằng thời gian sẽ chiến thắng hết tất cả. Web drama của Iki Trần Duyên nam chính ban đầu là Hình Chiêu Lâm, nhưng sau lại đổi thành Mã Thiên Vũ, nữ chính vẫn là Baby, nữ phụ là Thuyên Lộ. Iki vẫn luôn nâng đỡ cho Hình Chiêu Lâm. Nam chính vốn dĩ đã định là cậu ấy, nhưng là dư luận làm ảnh hưởng đến đoàn đội Baby. Drummer thượng thực vốn dĩ là do Angela Baby diễn nữ chính, nhưng khi các nhà sản xuất và các nền tảng nghe tên cô xong đều kháng cự cô diễn nữ chính. Lúc đó đã đến bước ký hợp đồng rồi nhưng vì bị từ chối nên Vu Chính đã bất đắc dĩ thay bằng Ngô Cẩn Ngôn. Phim mới của Angela Baby là một nữ sinh 23 tuổi vừa ra trường, rất nhiều sản phẩm mẹ và bé tim cô ấy đều bị đẩy đi. Rất nhiều nữ diễn viên nổi tiếng cho dù đã làm mẹ cũng sẽ không nhận đại ngôn sản phẩm dành cho mẹ và bé, kể cả giá đại ngôn rất cao đi nữa. Ví dụ như Baby hay Đường Yên có rất nhiều thương hiệu mẹ và bé muốn mời họ làm đại diện nhưng họ đều từ chối. Nếu nhận loại đại ngôn này sau này không thể PR hình tượng thiếu nữ được nữa. Quỳnh Hiểu Minh và Angela Baby vẫn chưa thể cởi trói hoàn toàn. Cuộc hôn nhân của hai người đã có vấn đề từ lâu, nhưng họ chưa ly hôn. Trước kia Angela Baby đã không còn sự hộ tống Huỳnh Hiểu Minh, nhiều người còn có thể chặn tài nguyên của cô ấy. Vì vậy cô ấy đã quay đầu theo Huỳnh Hiểu Minh bày tỏ ăn năn. Huỳnh Hiểu Minh cũng đã vui vẻ chấp nhận và thậm chí còn thảo luận với cô ấy về việc sinh con thứ hai. Nhưng Angela Baby dường như không muốn. Trần Lập Nông và Lý Hiện chuẩn bị sao couple, nếu thành tích phim điện ảnh này tốt, tài nguyên thương mại của Trần Lập Nông sẽ tốt hơn rất nhiều. Phim điện ảnh của Trần Lập Nông và Lý Hiện sắp phát hành ra rạp, đoàn phim sẽ tạo cảm giác couple của hai người để mượn nhiệt độ lớn từ couple đam mỹ quảng bá cho phim. Hiện giờ Lý Hiện là thẳng nam, đoàn đội rất cự tuyệt hành vi bán ngủ đam mỹ, nhưng vì phòng vé và danh tiếng của bộ phim, cuối cùng vẫn đồng ý để đoàn phim buộc chặt hai người sao tác kinh doanh. Tư bản Đài Loan sau lưng Trần Lập Nông rất nâng đỡ cậu, đang tìm người đại diện ở nội địa để giúp cậu quy hoạch và nâng cao địa vị. Cậu lấy được khá nhiều tài nguyên ở nội địa. Vốn dĩ ở Xích Hồ Thư Sinh, Trần Lập Nông phiên một, nhưng sau khi Lý Hiện hot lên thì phía đoàn làm phim đã thay đổi phiên vị, tuyên truyền đều đặt trọng tâm vào Lý Hiện. Điều này khiến Trần Lập Nông rất bất mãn, đoàn đội cũng không muốn phối hợp tuyên truyền. Hiện giờ Lý Hiện trông thì có vẻ không hot nhưng fan của cậu ấy không hề ít, hơn nữa còn vô cùng trung thành. Lý Hiện nhận được lời mời tham gia Xuân Vãn, nhưng tiết mục có qua xét duyệt không thì sau này mới biết tài nguyên của Lý Hiện vẫn khá tốt. Tài nguyên anh ấy nhận được luôn đều đặn và có tốt lên. Anh ấy cũng rất hòa đồng với mọi người, bởi vì anh ấy không so đo, cho dù anh ấy có bị cọ nhiệt một chút hay thiệt thòi một chút, anh ấy cũng không lưu tâm. Anh ấy luôn nhận thức rất rõ ràng việc đi lộ tuyến diễn viên và lấy diễn xuất nói chuyện. Anh ấy có thể sẽ tham gia đêm hội cuối năm. Fan Nhậm Gia Luân và fan Lý Hiện bởi vì xếp hạng cùng điểm tích phân của Super Topic mà nói kháy, mỉa mai nhau. Nhậm Gia Luân và Lý Hiện có một ít cạnh tranh ở mảng thương vụ. Sau bao nhiêu ngày trông mong, hiện Lang Điện Hạ đã chính thức phát sóng miễn phí tại WebTV, không ít fan phải sụt sùi thương thay cho Tiêu Chiến vì nhân vật của anh bị nữ chính phũ thẳng tay.
sau 5 lần 7 lượt bày tỏ nhưng không thể chinh phục trái tim Mã Trích Tinh, Lý Thấm cuối cùng Tật Xung Tiêu Chiến cũng quyết định buông bỏ mối tình đơn phương này. Tật Xung thực sự là một nam hai tốt đến mức hiếm có khó tìm, không ngần ngại hy sinh hạnh phúc của bản thân để nữ chính và nam chính được về bên nhau, sẵn sàng từ bỏ hôn ước với người con gái mình yêu, lấy thân phận là bạn thân để ở bên người đó. Trong tập cuối của phim Lăng Điện Hạ, tuy đang là chồng của Trích Tinh nhưng nam hai Tật Xung đã không hề đắn đo, bỏ qua tình yêu của bản thân để tác hợp cho Trích Tinh và Bột Hải Vương. Tật Xung đã kể hết thảy những điều mà Bột Vương đã làm cho Trích Tinh nghe, dù đau lòng đến khóc nhưng vẫn đẩy Trích Tinh đi tìm Bột Hải Vương, rời khỏi ta, hãy đến bên cạnh hắn. Hắn mới là người có thể đem lại hạnh phúc cho nàng. Khi thấy vợ mình vẫn còn băn khoăn, Tật Xung đã vội vàng nói, lúc mạng sống của nàng ngàn cân treo sợi tóc, người cứu nàng chính là Bột Hải Vương. Chữa thương, một đường đi đều bảo vệ nàng, giao nàng cho ta chính là hắn. Ta sẽ hủy bỏ hôn ước nhưng cả đời này vẫn sẽ ở bên cạnh nàng với thân phận là một người bạn thân. Ta lấy tư cách vẫn là chồng hiện tại của nàng, yêu cầu nàng đáp ứng ta một việc, đó là chữa thương thế cho hắn, ở bên cạnh hắn cùng vượt qua mấy ngày này. Tật Xung nhận hết lỗi lầm về phía mình, cho rằng chàng đã gây ra đau khổ cho Trích Tinh và từ giờ sẽ để nàng được tự do. Vì vậy những giọt nước mắt của Tật Xung chứng minh rằng chàng vẫn còn nặng tình và chưa thể quên người trong mộng một sớm một chiều. Đặc biệt sau đó, khi ngồi tâm sự với nữ phụ Bảo Na Quách Thư Giao, Tật Xung đã ngước nhìn bầu trời và nói, nắm chặt bàn tay ta có Mã Trích Tinh, buông tay ta có cả bầu trời sao. Khán giả bình luận cho biết họ thấy đau lòng thay Tật Xung, cảm nhận được Mã Trích Tinh cũng có tình cảm với chàng nhưng vốn nữ chính phải thuộc về nam chính nên đành hữu duyên vô phận thôi, thì nam hai Tật Xung nên về với khán giả là hợp lý rồi.